Hello các bác anh em nhá. Xuân sắp đến và Tết sắp về. Nhà nhà người người đều lo công việc cho nhà mình. Với một cái Tết ấm cúng, yên lành, hạnh phúc và vui vẻ thì bên em cũng vậy thôi. Sẽ đưa ra những mẫu loa, những mẫu đẩy, những mẫu rig phù hợp nhất để bác có thể là mua về đón xuân, chơi Tết. Thì trong clip cái này anh có trân trọng giới thiệu đến các bác về các mẫu loa Mỹ với mức đầu tư vô cùng hợp lý, có thể nói là thấp nhất trong các dòng loa Mỹ, nhưng chất lượng âm thanh đưa lại là tuyệt tác. Thì đây là nó là cái tác phẩm nghệ thuật cao cấp của âm thanh Việt Nam. Khi được những đôi loa Mỹ này nó tạo lời, nó vẽ tiếng cũng như nó mô phỏng lại tiếng bass, tiếng tép nói chung, những các loa này rất phù hợp cho anh em có thể nghe nhạc chuyên sâu và hát karaoke. Thì em trân trọng giới thiệu bác lần lượt cùng mẫu loa nhá. Thì đây là mẫu loa có thể bao phòng bác tầm 2m2 cho đến 50m2. Thì dòng loa này được sản xuất tại Mỹ, do Mỹ, đến từ hãng JBL nhá, có mã là 125. Dòng này thì đẹp xuất sắc rồi, thùng lỉ, bọc lỉ thùng lỉ và sử dụng 2 quả bass 40, từ 16 họng gần 70 và 1 tép kèn. Thì với dòng loa này cái giải cao ra vô cùng sắc gọn và lạnh tanh tách anh em nhé. Tiếp theo là 2 quả bass này, mỗi quả bass phụ trách một nhiệm vụ, quả bass dưới là phụ trách cho giải thấp và quả bass kia là trung âm, như vậy lời ra rất rộng đấy. Và dòng này còn nguyên tép cò nhá, tép cò gốc, thông số nó rất là rõ ràng chính xác. Em quay gần với nhá. Đấy. Đây là tép quả gốc này, ZX125. Công suất của nó 500 và đến 2000W. Đá tuyến là 535A, 16A, 2340 một kẹt. Đấy chạm xuất sắc quá nhá. Thơm rất là mùi Mỹ. Đấy loạt tây của nó thì kinh rồi. Em sẽ loạt tây đây. Cái này là mã nó là ZX100 quá nhá. Mô đen là ZX125 full kép 240 kèn. Thì em có 2 cặp, một cặp là SF25. Thì SF25 và ZX125 nó cấu tạo giống nhau của bát nhé. Tức là cổ bát thiết kế về thùng, thùng thành, cổ bát, cổ tép là giống nhau hoàn toàn. Nó khác nhau mỗi cái chữ là SF thôi, một cái là ZX thôi. Đấy, tôi lại là tép giống nhau, bát giống nhau, vân tải giống nhau. Thì bên em cung cấp với giá rất hợp lý anh em nhé. Con này có thể một cái đôi loa này anh em chơi không có xúc được, nó rất mạnh mẽ về bát, giải cao và nó rất là sắc và lời rất là rõ. Đấy, đây dòng loa có thể nói là phân khúc thấp nhất, giá vô cùng hợp lý cho anh em. Và những cặp loa như là ZX 115 các nhá, 115 đây và 215, em còn vài cặp nữa nhá. Cặp này thì giá nó cũng tương đối ổn định thôi, 15 triệu một cặp, đẹp lung linh, nghe nhạc hát cực kỳ đỉnh luôn. Đấy, những cặp loa này phù hợp cho anh em có thể karaoke. ZX 115 các nhá. Đấy, ZX 115. Và con này nó là MD215. Đây này em qua mỗi là một đôi. Để lên đây để giới thiệu bác thôi. MD200 215. Thì 215 và 15 của bác của tép giống như chăng nhau, nó không phải là thùng thành giống nhau nhá, thiết kế giống nhau. Thì giá đồng giá là 15 triệu một cặp. Và những cặp loa cao cấp được sản xuất tại Mỹ này, Made in Russia 515. Con này nó như mới luôn. Con này thì đẳng cấp rồi. Con này thì tình trạng là hàng trưng bày rồi, chứ không phải là hàng bãi nhá. Cho vậy các mua những cặp loa này an tâm tuyệt đối về. Đấy, thì ghép rất dễ nhá. Tất cả những dòng loa này thì bên em thường ghép một con đẩy 3 kênh này. Đấy, hoặc là cái đánh súp nhá. 2 kênh con này đánh full kép, full lên được hết. Con này giá của nó rất là êm ái thôi, 8,5 triệu. Một chiếc vang cao cấp của BSIO này. Con này đỉnh nhất bây giờ, K900 bộ đồ, giá 6 triệu, mic 5 triệu nhá. Thì cái bộ này bác hát hò thì giá của nó là rất đẹp. Đợt Tết bác nào mà có nhu cầu mà lắp đặt bộ hát thì khuyến mại của Linh Nguồn bác nhá, còn lần tiếng sẽ bao cho bác 50m, 5km là không kinh phí, còn ngoài ra là em phải kinh phí nhá. Lắp đặt nếu mà áp dụng chương trình khuyến mại thì phải kinh phí thôi nhá. Thì ngoài những dòng loa giá bình dân ra thì em có những cặp loa như Motivity này anh em. Đấy, loa Mỹ lòi đây, rất nhiều anh em nhé. Quay lướt qua anh em xem thôi. Đây, 1 năm em có đôi để kia mà
và MD 215 đây. Đấy. Rất nhiều dòng loa khác nhập khẩu nguyên khối. MD 415. Thì đây là clip giới thiệu nhanh để anh em có nhu cầu đầu tư nhá. Alo chị em. Lắp đặt chính xác. Ôi. Phối âm nó chi tiết luôn. Mọi tin mua sắm phối ghép liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 583 110. Anh Nguyễn Giang Thần Quốc nhá. Sắp Tết đấy bạn. Muốn chơi chơi sớm ấy. Muộn quá là không đủ thời gian để chuyển trong khu miền Nam đâu ạ. Hoặc là miền Trung đâu ạ.